này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ thoát khỏi mê cung. Nhưng mà cái mê cung này không có được bình thường đâu các bạn thấy không? Mấy cái con mà đầu trọc này nè. Anh khoan, để Happy nhảy xuống, Happy sẽ cho các bạn xem. Đây nè, nó mà mình mà đi vô mặt nó một cái là nó sẽ cho mình kiểu như là sao ta, cực sức khỏi trái đất luôn. Nên bây giờ, ây da, mình phải đi né nó tự. Wow, cái mặt của bạn thật là đẹp. Wow, sao màu hồng nó sen á. Đừng cùng. Ây, trời ơi. Nè, cái mặt nó sơn màu hồng nó sen. Nhìn trông ghê quá. Ừ, không biết trong này có mấy map. Nên là bạn, đây mình đang trong mạng thứ nhất này, mạng thứ hai, mạng thứ 10 lẫn lắm. Thôi bây giờ chúng ta sẽ qua mạng thứ hai thử nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ Happy đang ở mạng thứ hai đây. Happy đang ở cái mạng này nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trốn thoát cái mạng thứ hai chúng ta. Tức là mình thoát khỏi mê cung của mạng thứ hai để mình qua cái mạng, để qua cái mạng thứ mấy anh. À, để qua cái mạng thứ ba. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ... Ui, thôi. Hết hồn. Không, bây giờ mình đi cánh cửa này đi cho nó an toàn chút. Rồi đi đường này Happy thấy là nó an toàn nè. Rồi. Giờ mới nói nó an toàn xong. Hay bây giờ mới nói là nó an toàn luôn cái... Ui. Còn cái đẹp. Thôi bây giờ chứ. Bây giờ chúng ta phải đi. Rồi Happy checkpoint. Yeah. Thôi chơi kỳ nha bạn. Trời nó chơi cái tua nhanh mà mình mà không nhảy qua đây kịp là nó tát mình luôn rồi. Rồi bây giờ qua bên đây đúng không? Đó. Trời quá dễ. Quá dễ luôn. Tội hơn Happy mà quẹo qua đây cái là Happy ngẫm luôn. À, người thông minh luôn có nói đi ngược. Thôi giờ mình đi đâu ta? À, đi đường này nè đúng không? Rồi đúng rồi. Mình sẽ đi đường này. Đường này là đường nào? Đi trong nguy hiểm. À, Happy tưởng Happy đi ngược thôi từ đầu chứ. Yeah, Happy cộng được. Happy lấy được 10 con rồi. Bây giờ Happy sẽ qua mạng thứ 3. Wow, mạng thứ 3 là mạng gì đó ở đó. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái mạng này nữa mà không nói ít nữa. Wow, cái mạng này thì mấy cái con này nó chồng lên nhau. Nó chồng lên chứ nó cười. Nó kìa Happy có kiểu như là có cho một cái map không phải là mê cung nữa mà Happy leo lên đầu nó, Happy chơi. Happy leo lên đầu nó đứng luôn. Cho các bạn xoay vòng vòng là mấy con ấy, con này nó không có cắn, nó không có kiểu như là cho mình đi trục xuất khỏi thế giới được. Thôi bây giờ chúng ta cứ qua mình tiếp theo. Đôi ơi hết hồn hết hồn dựa mới nhảy lên chứ nó xoay vòng vòng. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy lên. Cái xong rồi mình đi đâu giờ? Ủa? Gì vậy? Ủa rồi đi ra. Các bạn có biết đường ra không chứ? Happy bí ẩn luôn rồi. À đây. Chơi kỳ nha. Chơi giấu cái cánh cửa. À Happy thấy cái bóng nó này kìa. Đó nó bên đây nè. Thôi chắc. Ủa gì vậy? Ủa? Gì vậy? Không phải này vì phật nữa sao nằm luôn. Mình đi. Bye bye bạn. Trời ơi. Hình như mấy bạn này bị ngẫm nhiều quá. Khó. Gầm. Tự nãy giờ hai con quỷ nó chạy. Cho nó thêm đậu hay bị quậy. Sao? Là đi chạy thoát hả? Ở nghĩa này. Yeah. Rồi qua mạng thứ 4. Rồi mạng thứ 4 rồi nè. Mạng thứ 4. Wow. Mạng này dễ rồi, có con hả?
Bên hai bên đầu có thấy ôi mấy ôi nói chuyện nhiều quá bị mắc cục luôn. Ôi da leo 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 không có leo lên được. Em còn không có cái thâm chi có cái đầu không. Lúc này Happy đi, Happy cũng chọn cánh cửa cuối cùng hết luôn á. Hồn bị sẽ đâm đầu vô người cuối con. Bị sẽ đâm đầu vô người cuối con đó luôn rồi. Mở cửa ra cho nó xanh vào phòng. Tại sao? Đúng không? Vậy thấy không? Happy đi đúng đồ rồi nè. Em phải nha má. Em phải đi đúng đồ không vậy? Mình mà nhảy bên đây là mình xuống đây mình chết rồi. Ừ đi đúng đường rồi nè. Giờ mình đi thoát khỏi chị đầu bóng. Em bị giỡn thôi các bạn thấy không? Em bị đi đại. Ờ nãy giờ đi đại thôi mà cũng tới được chỗ 90 con rồi. Bây giờ qua mạng thứ năm. Wow, mạng thứ năm là Mekoma trong suốt. Trong suốt đó. Happy sẽ chơi như thế này nha. Đó. Chơi vậy hơi khó chịu các bạn chút nha. Nhưng mà Happy thấy vậy, Happy thấy đi nó dễ hết. Trời sập chết. Ôi trục sức luôn. Rồi mình đi đến đây đúng không? Quay xong rồi mình đi qua này. Đi qua này đúng không? Quay xong mình đi đó. Thôi Happy đi đại thôi chứ cũng không biết sao. Tại vì có cái chỗ để spam á, kiểu mày một mày hai. Nhưng mà Happy muốn chơi như vậy, kiểu như là cho các bạn giải trí. Không được lộn rồi. Tại mấy cái con này nãy giờ nó dí Happy hoài luôn. Chị đầu bóng à, chị đừng có dí em nữa chị đầu bóng. Đó. Trời ơi chị đầu bóng quá chừng luôn, giờ không biết đi đường nào luôn. Mấy chị đầu bóng chặn hết đường rồi, sao đi mấy chị đầu bóng. Chị đầu bóng nhớ né đường ra cho em đi nha mấy chị đầu bóng. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đi qua đây. Rồi đi đúng đường rồi nè mấy chị đầu bóng ơi. Mấy chị đầu bóng đừng chí em nữa mấy chị đầu bóng ơi. Woo. Rồi sao woo, đường. Mình sẽ đi theo cái đường hồi nãy. Đi theo cái đường hồi nãy. Hello. Hello các bạn. Các bạn ơi, Happy nói cho các bạn biết nè. Lúc mà Happy chơi Roblox á, có rất là nhiều bạn kiểu như là giả mạo Happy nữa. Mà kiểu như là nếu như mà các bạn thấy như vậy á, thì các bạn đừng có kiểu như là ơi các bạn nha. Chứ không các bạn mà các bạn cái là đâu có tên Happy đâu. Lúc kia Happy có vô cái phần các bạn, Happy các bạn như là chị của Happy á. Nè cái tên của Happy là chứ hở với hoa, có bạn kia kìa ghi tên kiểu như là y chang hay cái gì luôn nhưng mà cái khúc cuối thì nó khác. À Happy 124 cute hay hay á nha. Đó, tụi cái mặt con cái mặt chị đầu bóng ấy ghê quá. Chị đầu bóng ơi, chị đầu bóng né ra đi mấy bạn ơi, đi sợ chị đầu bóng. Đi đường này mới đúng nè, đi đường này đã sập cầu á, Happy có đi rồi. Đó thấy không, đi sập cầu liền. What the one này rồi. Gần lên lên. Đó thấy không, đường này đi mới đúng nè, còn đường này đi sai rồi. Happy thông minh đột xuất á. Thấy không, mà qua màn sáng nha. Sao gửi gì vậy? Ừ cái màn sáng của tôi. Nên các bạn chịu khó coi giúp Happy nha chứ. Chứ cái màn này nó tối á. Đâu rồi, chị đầu bóng nó mất tiêu rồi, mấy chị đầu bóng ơi. Giờ mới nói xong chị đầu bóng xuất hiện trước mặt mình luôn. Chị đầu bóng ơi, chị đầu bóng đừng làm em mất hồn mà chị đầu bóng. Chị đầu bóng. Yeah, được 110 xu rồi, qua màn 7 thôi. Còn cái màn hồi nãy Happy muốn trấn thương luôn. Rồi bây giờ màn thứ mấy ta? Ừ, không biết nữa. Bây giờ chúng ta hãy đi bắt cua và né những chị đầu bóng ra. Này Happy bắt đại thôi. Đó. Nói mình leo
lên đầu chị là bóng được nha. Đây đó, chúng ta đã nhận được sao và chúng ta đã... Ủa? À là chết bom. Rồi chị đội bóng ơi, chị đội bóng đừng hù em nữa. Ôi, chị đội bóng cười, mấy bà gì giật cười. Hơi khó bắt nha. Ai người ai là ai? Mà sao chưa vậy? Chết bom. Sách ba lôm đi. À, cái này hơi khó nhảy chút nha, cho mấy bạn kiểu như là chơi điện thoại đó chứ chơi máy tính rất là dễ luôn. Rồi, ui con đó nó nhảy lên hết hổ. Xin lỗi chị đội bóng, em đã nhảy lên đầu chị đội bóng rồi. Ê, ê chơi kỳ nha. Ê, tức quá đi. Qua mạng máy rồi mà nãy giờ hãy bị tức lắm mà đã nghe quá lắm rồi nè. Hơn lên thôi. Ơi tức thiệt chứ, nãy giờ hai bị tốn sức, hai bị chơi, hai bị nhảy qua nhảy lại cái nó không có trồng trái bom, tại mà khi đường gặp được nó xa nữa, tại nó tắt thấy không, tại mày tốt nào quá mà hai bị té rồi, hai bị chị đập bóng rồi thấy. Hai thằng này chỉ ngon lắm mà. Hai tại Happy đi đi ở ngoài á nên mà, nhưng mà chị đồ bấm thì chị đứng ở ở trong nên Happy không có bị sao hết. Hai rồi ông đó xuất sắc đó, giờ mình đi nha. Hãy qua ơi. Yeah, qua mạng thứ 8. Từ nãy giờ chơi mệt quá, giờ qua mạng thứ 8. Mạng thứ 8 là chị các chị Hồng Kinh Sang. Cái mỏ Hồng Kinh Sang xì khói qua. Khói đông băng mình mà qua cái là mình ngấm đúng không? Không vậy. Hãy bị nghĩ là vậy. Hey. Ôi mẹ, mẹ xí hay bị đóng mặt rồi. Sao chị đồ vừa mới nói xong luôn. Rồi đợi bài này bà tắt. Xong mình nhảy qua bên đây. Cái bà kia bà hỏi đó. Xong dễ dàng. Ê mấy đẻ măng này. À mình mà nhảy lên nó lại rớt xuống. Đó checkpoint. Wow. Còn quay đẹp. Liêu liêu không bắt được hai bơi. Ê ê bóng rồi sẽ follow play em đem bài đây. Ơ gì vậy? Ê ê chị Hồng Ánh Sen có chân có tay. Ô lộn có tay có chân. Ê có bạn gì buồn nôn á. Nhìn mặt nhìn không có được bình thường chứ. Ơi chị đâu bóng, chị đâu bóng có tay có chân. Wow là đẹp, là đẹp trai. Ô lộn chị Hồng là đẹp gái. À, bây giờ chúng ta hãy đi lên đây và né những cái cục tuyết ra đúng không? Né những chị Hồng Ánh Sen ra. Em bây giờ mới nói xong. Ờ, né tuyết ra nè. Chị Hồng Ánh Sen à, đừng có dí em. Mình hãy dọn lên trời. Hên, hay mình nhảy lên đây rồi. Con cái chị Hồng Ánh Sen chị lại làm những clip đầu bóng mình nhẹ. Em sorry chị mà lỡ nhảy lên đầu chị. Ấy vậy tưởng thôi chị đó không có dọn. Ôi đó bị đóng băng là đang ngẫm rồi chứ. Ôi
you move when you feel your bone hurts, I fall play and I'm about to play. Hấp dẫn rồi. Ơ, được 130 kim cương. Ủa, 30 con rồi. Mạng thứ 9. Là mạng thứ 9 nhìn hơi rùng rợn. Hello, chị không có xem. Chị định hồn em mà không giọt đâu. Nè, định hồn, hay thấy cái bóng rồi. Bà bư thịt lừ à bà. Nghĩ sao bà đứng nơi tôi không thấy. Ừ, bà này bà. Ê, bà bà, gì vậy? Em biết không có gì luôn. Hello, chị không biết xem. À, em thấy cục mắt mơ lô. Cục gì giống cục mắt mơ lô quá. Nè, giờ mình sẽ nhảy qua. Qua. Đó, chị mắt mơ lô, chị mắt mơ lô. Ủa gì vậy má, không cái bộ xương. Rồi. Ha ha ha, bộ xương từ chị Tom. Vì sao, vì sao. Ui, ui. Thật là thế này. Hello chị Hồng Minh Sen đồ bóng. Hai, hai, trái bom. Hai, hai. Boys, boys. Đủ. Thiệt chứ, nãy hai mình chưa có đi luôn. Vậy một con vịt nữa. Chưa hát xong mày hát như té rồi. Một con vịt sẽ đập hai cây cánh. Nó kêu rằng ta phải làm cho con gì nên là lúc lên bờ nó cái gì đó. Ê, ra đây là mất tiêu đúng không? Ê, đúng rồi, từ á, hay biến nó đúng không? Các bạn thấy không? Các bạn thấy được. Đó, giờ mình sẽ nhảy vào đây, vào đây. Wow, chị không biết sang đừng có hù em nữa. Nữa đứng hù hoài mình rồi. Mày nè. Ai nữa. Bình thường thôi. Bình thường thôi. Đúng nó bảo không qua không được chứ. Chết buồn. Đâu mình đây. Ồ với ẹt. Ờ quá dễ luôn, thì mình là đứng đây thôi, mình mà đứng ngay tảng đá là nó chẳng là nó không cho mình đi về đó. Thấy không? Không bị gì đâu. Con người xin for love play and I'm gonna let the play. Hi. Hi. Rồi giờ sao giờ? Mình đợi cái miếng này, mình nhảy lên miếng này xong mình né cái mặt ra đúng không? Trời. Đó, thấy không? Ai, ai, yeah. Ha ha. Nghĩ sao vậy? Các bạn. Ê, cái này nó đâm lên nghĩ xong cái nó tiêu. Wow. Mình đi đúng không? Mình đi trên đây đúng không? Tự trên đây quá dễ. Em bị tưởng là leo lên cục pháo xong nó bắn mình đi. Rồi, màn cuối các bạn ơi. Yay, được 140 con rồi. Các bạn ơi, mình chơi xong cái mạng thứ 10 này, mình sẽ chơi lại mạng thứ 1 cho các bạn xem nha. Tại vì hồi nãy Happy đã dịch chuyển qua mạng thứ 2 á, Happy chưa có cho các bạn xem hết mạng thứ nhất á. Rồi xong bây giờ cái mạng này. Ôi. Ủa Happy tưởng cái cục đó mình nhảy ra. Tại nó nhảy ra cái cục đó chứ. Ui giời. Hey, chị đồ bóng ha, đừng có tí em nữa. Rồi mình nhảy lên đây cái block màu. Ui có màu hay biết thích nè, quá đẹp luôn. Hey. Rien Ruan. Tội ơi, chị đâu bóng hù em hả? Oh my god, quá có hai chị đâu bóng lận. Thôi hay biết không giỡn đâu, hay biết
bệnh hoạn quá. Bây giờ Abby sẽ bình thường lại chút. Abby thấy Abby bệnh hoạn quá. Hey, hey, người chưa không sợ. Hey, 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 quá dễ lên. Mấy chị đâu bắn lại được cái hồ em nữa. Em yeah, qua được. Tính ra mình đi đại, mình đi không? Sao mình né đại luôn á, sao mình đi quanh này mình nhảy một mạch qua cái qua luôn. Bó nét tập bó đắp lê, em em là tập bê. Ồ là phê tập bê. Đó, gửi chưa. Xôi. Nãy giờ té hoài quạo lắm. Bó nét tập bó đắp lê. Em em là tập bê. Em là phó đắp bê. Em là tên nó quá tê. Yeah, yeah, yeah nè. Gửi chưa, mình qua được ngoài này nè, bạn thấy không, mình mệt lắm á. Đó, sao mình leo lên mặt chị đầu bóng này, cái sao mình nhảy qua chị đầu bóng này, sao mình leo lên, sao mình chặt. Ây. Ây. Chết con, sắp lên thiên đàng rồi. Ủa lộn 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 lộn. Em đi lộn. Mình đã ở trên trời. Trời cao quá đất. Ủa lộn 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 trời cao quá mày. 150 kim cương, yeah. Các bạn ơi, và đây là mạng cuối đây các bạn ơi. Oh my god. Mình cuối mình hãy đánh boss hả? Mong mà. Tưởng gì? Ác. Ác. Lấy mình bắn nó chúng bả không vậy? Ê. Ủa nãy giờ sao mình không bắn con nó được ta? Đó, thấy không? Ê, sao? Ai? Đâu bắn khỏi thế giới rồi. Yeah các bạn ơi, mình đã thắng á. Đâu đang hút kia vậy mình hẳn quý. Ủa hút kia chị đâu bóng. Oh my god, chị đâu bóng đã trục sức Happy rồi. Ủa mình lấy súng mình là... Ủa không phải mình lấy cái à, mình lấy cái cung này. Rồi chị đâu bóng chạy hoài, sao mình sao em bắn được vậy chị đâu bóng. Mình xuống đây mình bắn nè. Đó, đó các bạn thấy không, chị đâu bóng. Ơ chị đâu bóng cán em à. Ê nữa chị đâu bóng đi đá bị hoài. Đá bị quá. Rồi xong. Rồi chị đâu bóng thật là vua văn hóa. Hình như mình đã bắn xong cái chuyện này là mình sẽ thắng đó các bạn ơi. Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn thích video này thì hãy nhớ like và share cho mình nha. Và giờ thì chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.